Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể có những tác động lớn đến tương lai của Ukraine. Tổng thống đắc cử đã chỉ trích số tiền viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết rằng ông hy vọng người Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến thắng. Phát biểu của ông Hillel nhấn mạnh sự ủng hộ trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột. Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Quốc gia đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào nước này vào năm 2022. Mỹ vẫn kiên định ủng hộ Ukraine khi cung cấp khoản viện trợ trực tiếp, trị giá khoảng 106 tỷ đô la cho chính phủ ở Kiev. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang rơi vào thế bế tắc và chi phí nhân đạo tiếp tục gia tăng, tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine trở nên mù mịt kỷ nhiệm kỳ của Biden trước những tháng cuối cùng và ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Tờ báo Anh The Telegraph đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau để thảo luận về việc liệu Tổng thống Joe Biden có thể bị thuyết phục để cấp phép cho Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga hay không. Song song với đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có kế hoạch tới Bruxelles để đàm phán với các đồng minh châu Âu những nước quan ngại rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể từ bỏ việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc họp với các quan chức NATO và EU, ông Blinken sẽ thảo luận về việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine, nhưng không nêu rõ thông điệp mà ông sẽ truyền tải. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thế giới được cho là đang cố gắng đánh giá cách ông Trump định thay đổi chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Trong suốt chiến dịch của mình, ông Trump đã nói rõ ràng ông cam kết chấm dứt sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột nước ngoài. Nỗi lo ngại về kế hoạch của ông Trump dành cho Ukraine tăng cao sau khi có thông tin xác nhận rằng các cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, những người đều ủng hộ Ukraine, đều sẽ không được cho các vị trí trong nội các của ông Trump. Điều này có thể đánh dấu sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Budapest vừa qua, Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo rằng Chúng ta không được giao phó mãi mãi vấn đề an ninh của mình cho nước Mỹ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và những thách thức địa chính trị. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng Đức đã nhấn mạnh với ông Trump việc chính phủ nước này sẵn sàng hợp tác thành công trong nhiều thập kỷ tới với chính quyền Mỹ. Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng nhất trí hợp tác cùng hướng tới mục tiêu khôi phục hòa bình ở châu Âu. Trước đó một số nhà phân tích nhận định, việc ông Trump tái đắc cử tổng thống có thể khiến tình hình của Đức sẽ trở nên tệ hơn. Chủ tịch viện kinh tế thế giới Kiel, ông Moritz Stulandrick cho rằng, Đức hiện không chỉ đối mặt với cuộc khủng hoảng cấu trúc trong nước mà còn gặp những thách thức về chính sách an ninh và thương mại. Các chuyên gia cảnh báo ông Trump có thể ban hành các chính sách mới, có thể sẽ tạo thêm áp lực đối với châu Âu, đặc biệt là với quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu như Đức. Trong thời gian dài nền kinh tế Đức đã phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và Mỹ là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này. Dữ liệu từ cơ quan thống kê Đức Destatis cho biết Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong nửa đầu năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong năm 2023 chiếm khoảng 9,9% tổng giá trị xuất khẩu. Mặt khác, mặc dù Đức đã thoát khỏi suy thoái trong quý I với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc gia (GDP) chỉ ở mức 0,2%. Sau khi chứng kiến mức giảm 0,3% trong quý 2, nhưng triển vọng kinh tế của nước này vẫn khá ảm đạm. Vừa qua, Bộ Kinh tế nước này dự báo nền kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2024 thay vì đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng ban đầu. Không chỉ đối mặt với khó khăn kinh tế, Đức cũng đang trải qua bất ổn chính trị. Cuộc bầu cử ở Mỹ diễn ra vào thời điểm chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang gặp khủng hoảng. Mới đây ông Scholz đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner dẫn đến sự tàn giã của liên minh cầm quyền và gây ra những bất ổn trong nội bộ chính trị Đức. Mặc dù vậy, các lãnh đạo cấp cao của Đức vẫn thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với ông Trump. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh quốc gia sẽ vẫn là một đối tác đáng tin cậy, đồng thời kêu gọi liên minh châu Âu EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần khẩn trương điều chỉnh chiến lược kinh tế và an ninh để ứng phó với tình hình mới. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Paris Đối với những suy đoán về quan điểm hoặc sáng kiến của chính quyền tương lai của Mỹ, tôi nghĩ chúng ta tuyệt đối không nên vội đánh giá mà cần chờ thêm thời gian. Ông Barrot nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều lần. Tôi không nghi ngờ về khả năng một mối quan hệ bền chặt sẽ được thiết lập với chính quyền mới của Mỹ. Ông Barrot cho biết bất kỳ sáng kiến nào cũng phải đảm bảo rằng Ukraine tự xác định thời điểm và điều kiện để tham gia tiến trình đàm phán. Trong khi chờ đợi, các đồng minh phương Tây phải cung cấp cho Kiev mọi phương tiện cần thiết để đẩy lùi lực lượng Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu vừa qua cho biết, Paris sẽ tiếp tục chuyển khoảng 10 tên lửa hành trình tầm xa SCAP mới cho Ukraine. Bộ trưởng Sébastien Lecornu dự đoán các cuộc tấn công của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine có thể sẽ được tăng cường vào mùa đông. Vì vậy, ngoài tên lửa SCAP, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Mistral. Quan chức này cho biết thêm, hơn 2.000 binh sĩ Ukraine đang được các chuyên gia quân sự hàng đầu Pháp huấn luyện sử dụng vũ khí. Cũng theo ông Lecornu, Viện trợ của Pháp dành cho Ukraine năm 2024 dự kiến sẽ tăng từ 400 triệu euro đến 600 triệu euro so với năm 2023. Theo đó, tổng viện trợ cho Ukraine năm 2024 sẽ dao động từ 2,5 tỷ đến 2,7 tỷ euro, tăng so với năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn cam kết trước đó của Pháp là 3 tỷ euro đưa ra trong thỏa thuận an ninh song phương Pháp-Ukraine ký đầu năm 2024. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra Viện trợ của Pháp dành cho Ukraine thay đổi theo từng năm, lần lượt là 1,7 tỷ euro trong năm 2022 và 2,1 tỷ euro trong năm 2023. Người đứng đầu quân đội Pháp cho biết khoảng 300 triệu euro trong tổng số tiền viện trợ sẽ đến từ các nguồn lợi thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Số tiền này sẽ được dùng để mua đạn dược, nhất là các đầu đạn 155mm, pháo tự hành xe ra và nhiên liệu cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine mua trực tiếp vũ khí từ các tập đoàn công nghiệp của Pháp và được hưởng các khoản hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ Hòa bình châu Âu. Năm 2024, Pháp đã đóng góp 1,2 tỷ euro cho Quỹ Hòa bình châu Âu và khoảng 143 triệu euro đã được sử dụng vì các lợi ích của Ukraine. Đài Sputnik vừa qua đưa tin, trợ lý tổng thống Nga Nikolai Pazusev cho biết Moscow sẽ không cho phép các thế lực bên ngoài Biển Đen duy trì sự hiện diện hải quân thường trực tại vùng biển này. Cụ thể, ông Pazusev nói rằng Nga không có ý định để bất kỳ ai làm suy yếu vị thế của mình tại khu vực này, đồng thời nói thêm rằng sự hiện diện thường trực của hải quân các nước không thuộc biển đen tại vùng biển này là vi phạm công ước Montreal và sẽ không được dùng thứ. Ông cũng chỉ ra rằng hạm đội biển đen của Nga vẫn duy trì được khả năng chiến đấu và sẵn sàng đẩy lùi mọi mối đe dọa trên biển, bất chấp thực tế là các hành động hung hăng của Kiev trong khu vực đang được các chuyên gia NATO điều phối. Ông Padusev cũng đánh giá Mỹ và Anh đã mất đi phần lớn sức mạnh hải quân đáng để trước đây của họ. Chẳng hạn, Hải quân Anh đang phải chịu tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thủy thủ và lực lượng hải quân không còn uy tín ở đó nữa, ông nói. Cụ thể, ông Patrushev nói rằng họ có một hàm đội khổng lồ trên lý thuyết, nhưng trên thực tế tinh thần của thủy thủ đoàn đang xuống thấp, thiếu nhân sự thường xuyên, thiếu khả năng sửa chữa và công nhân đóng tàu. Trong khi đó, theo ông, Nga vẫn duy trì vị thế là một trong những cương quốc hải quân hàng đầu thế giới và hải quân Nga tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ của mình, bao gồm cả nhiệm vụ quan trọng nhất, dân đe hạt nhân. Trợ lý Tổng thống Nga tuyên bố đanh thép các đối thủ của chúng ta nên biết rằng là chắn hạt nhân trên biển của Nga luôn bảo vệ đất nước chúng ta. Ông cũng đề cập trong cuộc phỏng vấn rằng trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu theo đuổi việc quân sự hóa biển Baltic, Nga đang thực hiện các biện pháp bổ sung để tự bảo vệ sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO và trong bối cảnh vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc. Cụ thể, ông Patrushev nói hiện tại đảm bảo an ninh ở biển Baltic là nhiệm vụ quân sự và chính trị quan trọng nhất kể từ khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO cũng như trong bối cảnh vụ nổ dòng chảy phương Bắc, Nga đã thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền kinh tế của mình. Quan chức Nga cũng cảnh báo rằng Mỹ dường như đang làm tình hình phức tạp hơn nữa ở Trung Đông với lý do tiến hành các hoạt động hải quân ở đó để bảo vệ giao thông hàng hải. Mục tiêu cuối cùng của những hành động này là tạo điều kiện phân phối lại thị trường năng lượng và gây áp lực lên các quốc gia đối nghịch đang quan tâm đến nguồn cung cấp năng lượng từ nước ngoài. Hồi cuối tháng 6 năm nay, Tòa án hình sự quốc tế ICC đã ra lệnh bắt giữ hai nhân vật lớn của Nga là Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei dựa trên cáo buộc đứng sau nhiều cuộc tấn công tại Ukraine. Và theo TASS chia sẻ mới đây, người phát ngôn tòa án Moscow đã phát lệnh truy nã quốc tế ngược lại. Đối với thẩm phán ICC, ông Hake Ben Mafos, phán quyết này có nghĩa là ông Mafos sẽ bị giam giữ ngay lập tức nếu ông tới Nga hoặc bị quốc gia thứ ba dẫn độ. Được biết, ông Mafos, chính là thẩm phán hồi tháng 6 đã phát lệnh truy nã hai nhân vật cấp cao kể trên của phía Moscow. Nếu bị kết tội, ông Ben Mafos có nguy cơ phải ngồi tù tới 4 năm theo luật pháp Nga. Diễn biến mới cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và ICC trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Năm ngoái, ICC cũng phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Nhân quyền Nga Maria Lvova Belova với cáo buộc trục xuất trái phép trẻ em khỏi các vùng mà Moscow kiểm soát ở Ukraine sau khi ICC phát lệnh bắt ông Putin, các nước phương Tây như Mỹ, Đức đã hoan nghênh. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông Putin rõ ràng đã phạm tội ác chiến tranh và việc ICC quyết định phát lệnh bắt ông Putin là chính đáng. Tuy nhiên, Điện Kremlin sau đó khẳng định nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các quyết định của cơ quan này là vô hiệu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố ICC là công cụ của phương Tây. Trước tới đầu tháng 9 năm nay, ông Putin thậm chí đã có chuyến thăm Mông cổ một quốc gia thuộc ICC bất chấp các lệnh bắt giữ. Ukraine khi đó đã yêu cầu Mông Cổ thực thi lệnh bắt giữ của ICC, tuy nhiên không có chuyện xảy ra với chuyến đi của ông Putin. Giới quan sát cũng tin rằng chuyến thăm là một thông điệp của Nga với phương Tây và ICC rằng lệnh bắt giữ tổng thống Putin là vô giá trị. Đáp lại các phản ứng trái chiều, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó tuyên bố moscow không lo ngại bất kỳ hành động nào liên quan đến lệnh bắt giữ cho biết nga đã có cuộc trao đổi tuyệt vời với mông cổ và mọi khía cạnh của chuyến thăm đã được thảo luận trước